Nhưng bác xong thuốc ca này nhạc trong liếp xuống tất cả bộ mạng bóng bốn ở lâu lục sợi nhạc nên gần nhà chị tìm mệt rấy. Nơi thường ngay khi bác xong bóng nông ở rộng bộ mạng bóng bốn mặc tạp đàn sạp ông bì chốc dự tà rì xây hào ra sạp ở trăm thường ngay. Đại khi bác tăng tại thuốc ca đọc sẵn năng an chú nơi cơ bốn hào ra tù tìa chân xài đã là bầy chú mốt đòi lực rù đồng đài linh. Đối chí này xong bộ mạng bóng bốn thuốc ca cầm anh lấy xâm náng năng xa thuộc trong nôn bầy đón. Rút xong thuốc ca xe chanh phliếm đâm bay từ tù liếp thông chô bất tiết năng xâm náng tam chọc luôn rồi hồn. Bởi chứ này cũng ôi khát bèo dữ xong tam đàn snap chư mùi kinh bạc xam sập TV đối tỏ thần. Cà mơ tự bệ đồn ruốc nông ca thuở rầm ná rì ca phụ gọp một bò rực xếp xếm xếng ở lọc nét trời bà can dục tam tự bệ đồn ruốc ní. Cứ thay sao ní nâng ban sốc nâng chọc cháy nơi khăn tự tẹ sần. Bà mơ tự bệ đồn slap nơi thay sao ní phóng cầm cho dự trá tay tự đó vừa với bình khô và xa lại. Trong bố ca mơ tam tầm nê chê rứt nông ca ẩn khối ở miền xa đầy xuất lê chê mừng khô nông ca rực mừng khô ca rì xanh bệ xếm xếng. Nâng bật trong thì tụi bạn chụp cháy trong ca lên là bài ở vầy mùi nốt xô mỏng quý nơi kháng tư tiện sấn bài mộc tờ rộp tức bì dọp. Tùm ní tì tha bà ca nạ bàn trọt bà tàm nì bật mến, bất chì miên chụp cháy cụp cơ lạc thị xạ. Chúng phụ ca mơ tàm cơ bôn cạng cơ bạc dương cơ lạc trong ca chân tầm nạp bị tép rộp cọp tự đào chụp cháy nâng sợi sư xây mùi thương ngay bình nơi trong thương ngay xa ní. Bục mẹ bông ôn tờ đăng mong sốc mong cụ mong liếp đi khẳng cào. Bạn chân tầm nạp bị tên chắp bì môn rồi nghíu thật đoàn mong vào mùi khẩn lạc bất tầm nê tì tha chỉ mong dục bất cứ chỉ mong xôn mối. Mình này khá ca thuê đầm ná được thuê chùm đồn xem xế mình ở lái chỉ bởi xác mình cua thuê đầm ná chẳng ai lái. Hái bà thuê đầm ná cua bà dạ chả ra cho bộ bóng phót nơi khăn chân lọc mong nì. Bạn chân tầm nạp bị tên chắp bì môn vào mùi khẩn lạc đoàn mong đọc mùi bất nơi chân lọc mong nít cứ chỉ mong xôn bốn. Mình này thân này chẳng lọc mong này cứ lọ ná thơ với nâng tự tụ bàn chụp cháy khi mình cổ cạch ở với ách chỗ bàn lại. Cứ mình ta tự tụ bàn nơi liếp bò rì bồ. Bà chân dập nạp bị tết chạp bì mong đọc mùi bắt đoàn mong bì được xíu cứ chỉ mong cạch khỏi bát. Chỉ mong ơn trái thơ chung gần rục xì chung đột xem xếng mình cua trên nơi mong này lái ách đừng trai bạch mong trọc xâm bắt ơn trái chi mình khàn. Rồi có mình trực bỏ tôn rục xì lại. Bạn chân dầm đạp bị tết chấp bị mong bị rửa xíu đoàn mong pram được nghĩa cư từ tê kì mình ở vầy sốc. Mình này thay mình bàn từ tù liệt ở vầy lái hai con mình chụp cư ở vầy nụ đài. Bạn chân dầm đạp bị tết chấp bị lần nghịch mong pram tại đoàn mong chô kênh vấn cư chỉ mong xôn bí. Chỉ mong sốc sáng phương thầm nà tên nà mong nát cư bàn xôn lọ nát nực nông chân lọ mong nì. Nơi thay xa nít xôn phương cạn buông xuống ôi khai chỉ thay ngay liên cư chân rái sẽ trở bài khai chỉ mất. Nâng trời chỉ thay nôm liếp nâng trọc xâm bạc lăng cấp hút xâm rạp chân nằm tiền lập bí nì. Mặt chỉ bình tốt xương bộc mạng bóng phốn tạp đang snap nơi được xây chân nằm tiền lập bí chỉ mùi xăm sập thư vi chân nằm liên khiếm đôi tỏ tờ. Chúng năm chút cần đồ nôm liếp nôm cháy nôm sập hẹp mừng cố bật thân à vấy kết tay bàn xâm rách hồi ảnh là cột vánh khá trên nạc miền trọc sụp sụp. Mong này liếp xâm náng cứ mong bà môi bật ra mong bà môi là nghiết. Bò này liếp xâm náng cứ bò xó nâng bò cửa hòm. Lệch này liếp xâm náng cứ lệch đọc môi đằng lệch học sức mùi. Xôm khám anh lệch bàm bay rồi bà sập bàm bay dục liếp xâm mặt nạc miền tròn cấp bùa. Nâng bật tiên xâm mặt mà hà sẽ thấy miền liếp thông chô bật tiết. Mình bắt mình khóa trái lái trong bộ ổn lục nẹ đại ca chân nam chút. Chân nam chút bông tê bà bảo thiết tất kỳ xây lò chi mật chúng. Nơi thường ngay ní đầm nà chỉ vượt rồi bỏ lục nẹ lò và xá bần tay giang ná xâm rạp sợ trái mình cổ hìa gì nở lại tê. Được ní bố thơ với cậu tay mình bê thá để cậu bầm nón phần mà nước đài. Càng nghe rồi bỏ lục nẹ cậu chụp ca làm bạc chán. Xem mà thập hiếp sau ở rộng mình nâng nấu hẹt ní căn thà chế ở tập bộ chán đó càng nghe. Chân lạc bằng hà lươi cạc vinh ở sài đoàn mình tầm nẹ tầm nông lõ. Nét đoàn mình ở cạc trang đã bày rộp rạc tụ bày chùm nông hình cấp búa. Tại ai chấp tục thà lõ ạch chắc không kì lầm bạc nì. Xâm rạp nẹ bà cốp một lộ bò rực xì chân đô vinh khăn thường ngàn hít đá bà chọn bò tùn tôi thông mình ở vầy tòa khổ tế. Phút lạp ca đã tự tụ bàn mọc vinh có xóm được bà cốp mua chùm nguồn bơ tà lọ mọc vinh phòng. Chúng này cũng nói sự chết nào với nước nhạc bàn rịp cá rồi cầm bông sở lãnh khní cư miền cây sắp bòm phật. Chúng nằm chú lấy cô nôm liếp ốc nhà trên chấm miền sầm náng chú này ở miền sử trớ. Bất thân ai ở với cái tay bàn sầm rách năng ả nà cột vánh bàn khai chia sử thấy cả hạp bật đấy rư co áp bị chốn tròn cấp bùa. Mong này liếp sầm náng cư mong vầm bầy bắt đầm mong vầm bờ giúp.
ពណ៌នៃលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលាបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ689យកលាបសមិទ្ធមហាសិទ្ធិនិងប្រទៀនសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលាបធំចូលផ្ទះមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសធៀបដៃរិស័យឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារលោកអ្នកមានការជឿនលឿនច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថាជារឿងការងារប្រាក់កាសឬរឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់លោកអ្នកជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូវិញមិនថាជួយទៅចិត្តឆ្ងាយឡើយគឺតែមានភាពរលូនល្អទៅមុខនឹងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏គ្រាន់បើជាមុនផងការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្រីស្នេហាមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អប្របីគួសមឆ្នាំខាលខ្លានោមលៀបអបរាជចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យរិស័យខ្ពស់ណាស់មានមនុស្សម្នាជាច្រើននោមគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងឈាមជ្រូកលេខនៃលាបសំណាងគឺលេខ27និងលេខ49សូមខមមិនលេខ111យកលាបសមិទ្ធអភិជននិងប្រទៀនសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលាបធំចូលផ្ទះមានប្រាក់មិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាលឆ្នាំខាលពងយៈស្រីធៀបឈើរិស័យល្អជាមធ្យមនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរប៉ុន្តែយ៉ាងណាសម្រាប់ស្ត្រីមានគ្រោះយាយីនៅឡើយទេដូចនេះពូធ្វើវិញក៏តែមិនភ្លឺថ្លាដូចគោបំណងប៉ុន្មាននោះដែរការងាររបស់លោកអ្នកក៏ជួបការលំបាកច្រើនសមត្ថភាពសោយអារម្មណ៍មិននឹងណូហេតុនេះកាន់តែជាអត្តពលច្រើនដល់ការងារចំណុចបញ្ហាលុយកាក់វិញអាស្រ័យតែមានតំណែងតំណងល្អអ្នកនឹងមានឱកាសច្រើនដើម្បីរកប្រាក់ទោះបីចំណូលមិនខ្ពស់តែអាចចាត់ទុកថាល្អឥតខ្ចោះក្នុងគ្រាលំបាកនេះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិញដូរវិញក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើចង់បោះទុនតូចធំមិនមានអ្វីទាស់ខុសទេព្រោះផ្លាស់ការដែលទទួលបានមកវិញក៏សមដូចប្រកបមួយចំនួនវិលត្រឡប់មកវិញផងចំណែកមនោសញ្ចេតនាវិញនោះអ្នកបានរៀបការឬកំពុងស្រឡាញ់គ្នាគឺមានក្តីសុខបំផុតឆ្នាំថោះទុនសាយមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតវិញនោះខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលាបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលាបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ69សូមខមមិនលេខ168យកលាបសមិទ្ធមហាសិទ្ធិនិងប្រទៀនសមិទ្ធមហាសិទ្ធិមានលាបធំលុយចូលហេងហេងចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធៀបឈើរិស័យឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃនេះបានលោកអ្នកមានការចិច្ចចាញ់កិច្ចការងារចាស់ឬកិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ពីមុនមកតែងផ្ដល់ផលល្អនៅពេលក្រោយវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូវិញមានការចម្រើនរីកដុះទៅមុខដូច្នេះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរឬបើកធ្វើចំនួនទូធំបំផុតចំពោះការធ្វើដំណើរទីចិត្តឆ្ងាយជួបសក្តីសុខសែនសានិសមមួយដងរីឯមនោសញ្ចេតនាទាំងពីរអ្នកត្រូវជជែកគ្នាបានច្រើនដើម្បីស្វែងយល់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់គ្នាទើបមនោសញ្ចេតនារីកចម្រើនល្អសុខភាពត្រូវព្យាយាមហាត់ប្រាណកាត់បន្ថយការបរិភោគអាហារដែលមានជាតិហឹរនិងខ្លាញ់ឆ្នាំរងអ្នករាជមានបារមីដាច់ចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលាបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលាបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ555យកលាបសម្បត្តិសំពៅលួងនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសធៀបមាសរិស័យឡើងខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃនេះទូលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចំពោះបញ្ហាការងារដែលមានភាពអន្ទះសាហេតុនេះងាយមានការខុសឆ្គងខ្លះខ្លះប៉ុន្តែមិនជាអ្វីនោះទេព្រោះតែការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឱកាសហូរចូលទ្រព្យច្រើនចំណែកមនោសញ្ចេតនាពុំតែមានឱកាសបានជួបមនុស្សដូចប្រាថ្នាទេរីឯបញ្ហាសុខភាពវិញនោះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពស្បែកឆ្នាំអសាញ់ពុះនោមលៀបនោមជ័យនោមសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងក្រហម
lệch nền liệp sầm nán ghi lệch 77 nâng lệch 99 xôm cầm mân lệch 8799 dục liệp sầm mắt tê vả ra trọc mì prác cao gòn nâng vật tiên sầm mắt mà hà sẽ thấy miền liệp thống lô chô hên hên chung bố ơ lục nền đề cao chân mà xanh chân mà xanh phong lô pro thịt lớn vì xây lo chì mật chúng nơi không thân ngay đi đâm na chì vượt ra ba lục nét mình miền ở vầy chì ốc bật xạ thông đốm chô mộc dìa dì tề bốn tay cài bên đích ba lục nét mình ca bạc gọp ca nghị ở vầy muối mình trời mơ xa cồng lô lái trâu tay bông phải giấc chì nịch vì phu kê chăm tay mơ chân lọc ra hông là ba lục nét đập bầy bì phá há bần đồ xâm rập nè bạc gọp ra ba lục xì chìm đô nơi không thân ngay đi vấn mình tha chuồn chất rì chuồn chì ngay lái ca rục phò cầm rái con cọc rái tờ ruột rì ai mà nơi xinh chết tên á, xin ai hà cầm lạc rầm mốm rì bụng mai mềm mai nốt nên phía phôi xe rùi chung lưu việc Việt ná cô bà giật bà giang phía xâm đầy bằng tích tếp chì ca bà xa bầm phột chân năm mà Mỹ xe tê bà đa chinh chấm nôm liếp nôm cháy nôm sụp hẹp bằng cố mê mà nôm mình chì chá nôm kìa xa lãnh lộ án xa tổ mong này liếp xâm náng cư mong phẩm pa bắt đà mong phẩm pa là nghít bò này liếp xâm náng cư bò tạc rốt nhân bò xò lệch nền liệp sầm nắng cứ lệch 77 nâng lệch 89 xôm cầm mân lệch 525 dọc liệp sầm mắt sầm bờ luồng nâng vật tiên sầm mắt mà hà sẽ thấy miền liệp miền cháy miền lôi chô hồ hế chấm bút ở lọc này đại cạch chân nằm mồm mì chân nằm mồm mì bông tiêu bà ra sợi thịt phơi để xây làng cấp bông trọt đáy nơi không ẩm lông bê nít lục nhạc miền ca sốc tiền cài sạp bài tiền chất gồn cô bà xà tụ bày chi dạng ná, xâm rạp sử trái lục nhạc nơi chụp bằng hà làm mặt lời chất gò miền kỳ bùa phòng xâm rạp nơi ạ chi vật gò nơi không thường ngay với miền ca tình chua lụa chanh gồn cầm rạc mùi mùi của xóm hai bạch chong chuyên tiên chất chân ái phò cầm rái gọt tay anh chạy tọp cô cho tiên bình chất mùi chung luôn từ lọc mặt bình đài chấm phúc bằng hà sử đây xin hà cầm lọc rộng mông với mình cùng gọc bây miền ca trô trơm khô bạch mắt bây giờ ca sợ bái khá dịch tục bình chân em mẹ bà bê mẹ mần trầy chân chấm thơ kê ca ở vầy mối nhạc tay miền cầm nạch trả thlá hai ba bà thân à ở vầy kì tay bàn xâm rách ba thơ ca tốt thốm tay miền lạc gom trớ nâng tầm đục bầm rống sọc gốc bạp dàng mong này liếp xâm náng cư mong bầm bầy bất đà mong đọc giúp bò này liếp xâm náng cư bò bà phê nâng bày tòn lệch này liếp xâm náng cư lệch mập hay nâng lệch học sập rầm mùi xôm khả mân lệch bầm bà rô bà sập rầm buôn dọc liếp xâm bắt đạc miên tròn cấp bùa nâng vật tiên xâm mắt mà hà sử thấy miên liếp miên cháy miên lôi chô hồ hế châm bú ơ lọc này đại cát chân nàng mồ mè chân nàng mồ mè bông tê bà rà sợi thịt mì rì xây thằng ngàn nì làng cấp bùa trọt đáy nơi thằng ngàn nì bà lọc này thơ ở vấy con mô rong chàm dú bì bù tha phò thì dịp lại bà cá cứ tay hụt mọc quên chân nịch xâm rập lục nhạc chỉ nhạc bạc co và bỏ rục xì chuyên đô với mình tha chuyên tì chật chẳng ai lái lục nhạc ai rục phò cầm rái hô chô môi muối cơ quan bầm bình bầm bóng phong đài cả thua đầm nà chẳng ai chất chụp hiếp sức đốm tiền bê tớ nâng tự lập bọc quỳnh rì ai mà nâng sinh chết tình nà sẽ nâng hai cầm lo cầm mốm tu minh ca sẽ một xe mai bình tay cái đấy mà lục nhạc thua ca đó sẽ rái cư tay chụp phò xâm rách chân nịch chân năm bốc xoa mình trai trình chấm mình bà rầm mây đạch chết mình ẩm nát mình mà nó chui trông trến càng nghe tôi thống thuê ơ anh à cột nét bàn khai chê mà nốt nguyên sạch bạch mà hà xà mong này liếp xâm náng cứ mong buồn bắt đầu mong bầm buồn giúp bò này liếp xâm náng cứ bò khám mát nâng bò sò lệch này liếp xâm náng cứ lệch học sập bầm buồn nâng lệch cài sập bầm buồn xôm cầm ơn lệch bầm bầy rồi cài sập bầm buồn dục liếp xâm mắt tê và ra trọc mê bạc cao gòn nâng vật tiên sầm mắt mà hà sẽ thấy miền liệp miền cháy miền lôi chô hồ hế chấm bút ở lọc này đại cạp chân nằm vột chân nằm vốc bông dạ bà thiệt đáy để xây thằng ngánh lọ thì mật chúng các bà cọc càng nhìn này không thằng ngánh chô và giặt bà giá anh cạp chùm lưu Việt Nam muối vô ta sầm đầy bạc 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 báo gặp bàn cà các bà nít lọc này mình tay chăm chạp cầm hồ này đặt tay chân lời bà giặt bà đo phiếp lòng bạc đo khôn ai bình chùm vô này bà cọc bà bò rục xì chuyên đố chùm phò lòng bạc không ca rục phò cầm rai bàn tích rồi liếp chân bà hút bông sơ chọc kè chùm này mình nói xin chết tên ác này hai cầm lo cầm mông rực buộc mai mềm mái công lên mềm bọc chân nông ca chùm lưu bị viết hơi miên tà riêng sơ mong đã khả nìa chân nằm bọc cá môn nôm liếp sử thay chân chấm miên bạch nhà chì liếp vấy miên cầm nật plư thlá hơi ả nà cốt khai chân nẹ miên trọc sọc sọc mong này liếp xâm ná cư mong pram bất đà mong pram bầy giúp bò này liếp xâm ná cư bò xó năng lường lệch nền liệp sầm nắng cứ lệch sai sập rầm bấy nhưng lệch hà sập rầm buồn xôm cầm anh lệch rầm môi rồi học sập rầm muối chụp liệp sầm bạch cả vào đấy tròn cả bùa nâng vật tin sầm bạch mà hà sẽ thấy miền liệp miền cháy miền lôi trôi bằng khoa trái lái trong bộ ao lộc nhẹ đại cát nam bồ cà
Chăm bọc kép bông dạ bỏ thiệt đáy dưới xây làng cấp bố. Nói chẳng ngay đời xa đừng dưới xây lọc nẹ làng cấp bố đếch nít bỏ phá lõ xâm rạp sử trái thông ca chất chanh cách ca nghị ở vầy muối. Bị bước tha phá lõ lõ tay hút mọc bên phòng. Xâm rạp nẹ bọc kép một cái bó rục xí trên đầu với mình ca đi chăm răng lực lõ nâng mình chụp cháy lõ bà xa. Chân này ca thuở đầm nà thì chất ngay chụp hiếp sơ cơ đón bên sọ mùi đòn. Mà nơi xin chết tình ác khó khá đá lý nạc nâng lý nâng miên xâm nàng bàn từ tù ca chlai tóp bì mà nốt đạc luôn xòa lành. Sơ cơ hiếp cua rục bê lùm hai ca bần thu ở rộng tàn tăng khlác co lọ đài. Chân nam chó xa nọ nôm liếp nôm cháy nôm sập hẹp mong cớ. Bật nà áo ấy cứ tay bàn xâm rách hơi à nà cột vinh nút khlai chân nạc miên trọp sơ rục xòm. Mong này liếp xâm nàng cứ mong ពណ៍នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ61សូមខមមិនលេខ555យកលេបសម្បត្តិអភិជននិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេបមានជ័យមានលុយចោហោហីមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអលោកនៃការឆ្នាំចឆ្នាំចពងយៈស្រីធិតដីរិស័យឡើងខ្ពស់នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកឃើញថានៅតែល្អប្រសើរទេហេតុនេះបច្ចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏តែងផ្ដល់ផលជាផ្លែផ្កាមកវិញព្រមជាទីពេញចិត្តជានិច្ចការរស់នៅមានភាពសុខដុមនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារបើមានបញ្ហាចំនួនវិវាទគឺជាពេលវេលាល្អក្នុងការដោះស្រាយផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បើកហាងថ្មីឬចិញ្ចឹមប្រកបចំនួនអ្វីមួយជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានតែក្រុមមនុស្សស្វាគមន៍រាក់ទាក់និងអនុស្សលាញ់ជានិច្ចចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំណកក្រមុំវិញនោះត្រូវបន្ថែមភាពអានលហេតនិងអណ្ដាតអណ្ដងបន្តិចដើម្បីឲ្យមនោសញ្ចេតនារីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងហើយបើស្គាល់ចិត្តស្គាល់ខ្លាំងគ្នាយូរហើយពេលនេះបើចង់សំគមគ្រួសារក៏ជាពេលវេលាល្អណាស់ដែរឆ្នាំកុលជ្រុកនោមលៀបអបរាចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អល្អក្នុងជីវិតមានលៀបមានសំណាងជួបតែមនុស្សជួយជុំជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សរំកាឈូកលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ82សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបធំលុយចោហេងហេងមិនខ្វះចាយឡើយចំពោះអលោកអ្នកឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតទឹករាសីថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ក្នុងថ្ងៃនេះទូលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចំពោះបញ្ហាការងារដែលមានភាពអន្ទះសារហេតុនេះងាយមានការខុសឆ្គងខ្លះខ្លះប៉ុន្តែមិនជាអ្វីនោះទេព្រោះតែការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឱកាសហូរចូលទ្រព្យច្រើនចំណែកមនោសញ្ចេតនាពុំទាន់មានឱកាសបានជួបមនុស្សដូចប្រាថ្នាទេរីឯបញ្ហាសុខភាពវិញនោះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពស្បែកបាទទុកមកបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនាហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលាភសំណាងទ្រព្យធនយុសាន ិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាធុសាធុចំនួន3ដងនិងធ្វើការ Share ចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា